cảm xúc của Mocha hiện tại thì bây giờ rất là hào hứng, rất là phấn khởi khi mà mình đến để tham gia buổi show của Nguyễn Minh Công. Tại vì Mocha thì Mocha rất thích phong cách cũng như là thiết kế của Nguyễn Minh Công. Mocha hay diện những đồ của Nguyễn Minh Công lắm. Tại vì mình rất là thích kiểu style công chúa như thế này. Và bộ sưu tập lần này Mocha cũng rất là trông chờ. Tại đây là chặng đường 5 năm của Nguyễn Minh Công. Một chặng đường không quá dài nhưng mà cũng không quá ngắn. Thì ngày hôm nay chắc chắn là sẽ có nhiều rất là nhiều bộ sưu tập mới, cũng như là những bộ cánh rất là mới, rất là đẹp, mang kiểu phong cách công chúa như thế này. Mocha rất là hào hứng để chờ được xem. Mình chỉ là một trong 10 nàng công chúa nằm ở đây thôi, không có được lên sàn catwalk. Mocha có nói với Nguyễn Minh Công là ủa tại sao không cho tôi đi catwalk. Xong Nguyễn Minh Công nói là thì Mocha cứ đi thảm đỏ đi, mình cắt thảm đỏ thôi. Mocha không chịu. Thì Công có nói là vậy thì show sau Công sẽ cho Mocha vừa catwalk vừa hát. Thì đó là một lời hứa mà Mocha tin là show sau sẽ có. Thật ra là khi mà mình diện những bộ cánh lộng lẫy, những bộ cánh thật đẹp để mình đến một sự kiện nào đó, hoặc là mỗi lần mình xuất hiện trước một chương trình nào đó, thì đó là thể hiện sự tôn trọng của người diễn viên đối với khán giả. Tại vì khi mà khán giả xem truyền hình, hoặc là xem show, hoặc là xem bất cứ một cái gì đó, thì đập vào mắt họ thì phải là một bộ trang phục. Mình mặc trang phục chỉnh chu, xinh đẹp thì mới thể hiện được sự tôn trọng. Rồi những cái tiếp theo sẽ tính tiếp theo. Thật sự thì đúng như mọi người nói, chị Thủy Tiên là cô tiên năm 2020. Mocha cảm thấy rất là thích cái hình ảnh đó và mình cảm thấy có sự ngưỡng mộ trong đó. Tại vì thấy anh Công Vinh đăng lên là chị Tiên đi mà không cho anh Vinh biết luôn. Và anh Vinh chỉ cầu trời cho là cô vợ trời hành của mình là đi về được bình an thôi. Thì Mocha cảm thấy là quá ngưỡng mộ cái tình cảm của chị Tiên. Và cái chia sẻ của chị Tiên là chị Tiên đã bán hết hộp xoàn, bán hết mọi thứ để làm từ thiện. Tại vì đeo hộp xoàn thì chỉ đẹp cho bản thân mình thôi. Còn đi bán ra để giúp đỡ mọi người thì mọi người sẽ cùng đẹp với, cùng sống, cùng sử dụng với chị Tiên. Thì đúng là cô Tiên 2020, rất là ngưỡng mộ. Với bản thân Mocha thì Mocha chỉ thấy là khi mà mình nhìn vào một cái sự việc nào đó, đặc biệt là nhìn về cuộc sống này luôn, thì mình cảm thấy điều gì tốt thì mình ngưỡng mộ, mình có cố gắng mình làm theo, mình có thể tốt được như vậy. Còn điều gì mà mình cảm thấy không tốt, không phán xét, mình làm tốt hơn người ta đi rồi mình hãy phán xét, chứ đừng có phán xét người ta mà mình không làm được gì cả. Mocha hy vọng là người dân miền Trung sẽ mạnh mẽ lên, sẽ cố gắng lên để vượt qua thiên tai lần này. Tại vì mỗi sáng khi mà thức dậy Mocha đọc báo thì Mocha cảm thấy xót xa và cảm thấy đau vô cùng. Có những cái bài báo mà Mocha chỉ xem cái tiết thôi, xong rồi Mocha vô đọc lướt lướt thôi, chứ Mocha không dám clip vào cái clip để mà xem. Tại vì cái clip nó thể hiện quá rõ cái sự đau khổ đó mà Mocha coi á, Mocha cảm thấy xót, không chịu nổi. Và hy vọng là bây giờ mình ngồi đây thì mình chỉ biết gửi một ít tấm lòng của mình để giúp đỡ, nhưng mà biết là cái sức nhỏ của mình cũng không giúp được bao nhiêu. Chỉ cầu nguyện là mong là thiên tai mau qua để mọi người trở lại một cuộc sống bình yên. Sắp tới thì Mocha cũng có dự án nhưng mà vẫn chưa gọi là chưa có thể công bố được. Thì khi nào có thể công bố được thì Mocha sẽ công bố đến mọi người, và hy vọng là khán giả sẽ ủng hộ Mocha trong những dự án mới sắp tới nha. Khi mà hết dịch rồi thì khi mà dần dần hết dịch rồi, mọi việc ổn định lại rồi á, mình kiểm soát được rồi, thì khi mà trở lại phim trường, trở lại đi làm với mọi người thì Mocha không cảm thấy lười biếng chút nào, mà mình cảm thấy hăng say và quý công việc vô cùng. Cảm giác là bây giờ ngày nào mà có việc mình phải đi làm, mình nhận việc bất chấp luôn. Tại vì mình không biết, mình rất là sợ đến một cái ngày nào đó mình lại bị trở lại cái trường hợp giống như vậy, mà nằm ở nhà không đi làm gì hết thì cảm thấy rất là buồn và không chịu nổi.